Muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được. Bên kia. Tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ, giới tính rõ ràng. Còn gì nữa không? Không hơi nách à? Không hơi nách à? Không hơi nách à? Không bị hơi nách à? Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Dạ, người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hơi nách làm xa cách như. Không có vậy anh ơi. Trời ơi, chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bóc mùi rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bi-a, bóng bàn, cầu lông. Có bi-a đúng không? Nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Dạ không mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài, không cầu bàn. Không uống rượu luôn? Dạ, không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ em biết làm thơ với lại giả giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giả giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót u phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Trời ơi, phải chi mà. Nằm mơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Để hồi qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai rồi trong cơ quan làm cũng ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không. Trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Có cảm giác rằng em thích con gái. Cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được đó nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ. Dạ em trải qua 3 mối tình. Trời ơi, 3 mối rồi. Nhưng mà 2 mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được. Bên kia. Tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh. Dạ. Giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa không? Không hơi nách à? Không hơi nách à? Không bị hơi nách à? Không bị hơi nách à? Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hơi nách làm xa cách tình yêu. Anh ơi. Trời ơi chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút, khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu. Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á, em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba. Trời ơi thiệt tình luôn. Không, cặp này có vẻ chưa gặp mặt mà tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính. Dạ. Rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men rồi, men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có nhà dưới Bình Phước rồi. Có nhà riêng. Dạ. Luôn. Dạ, không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê, sống ở quê luôn. Ở bên Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không?
Dạ xa quá, nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng ráng. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay. Và chào chắc cô là mẹ của Thảo Vy. Thảo Vy thì cũng hiền lắm đó, mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi mà gia đình cũng sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch, mà ra đi làm cũng vậy, con cố gắng làm đó, tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được. Mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được, bấm nút thì là cái đó là do con, chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không được mà, không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó, ai cũng vậy. Dạ vậy thì tốt mẹ quá, cũng dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi. Nhưng hôm nay mới được lên chương trình. Dạ. Tôi quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok. Ok. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho em... Thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi xa lớp rồi xa thầy rồi nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Có món quà tặng em à? Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mẫu. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao không dép tặng? Này giống dép lấy của tôi quá vậy? Dạ em. Dạ. Nhà anh Linh nhiều dạ, dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh. Dạ. Em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong nên em đem tặng. Ồ vậy hay đó em, dép hay đó em. Thử đi. Nếu gì giày dép màu hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc biệt. Độc lạ. Dạ. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Nói chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... coi được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. À. Dạ, em xin được hát một bài ạ. Dạ, hát một khúc thôi ạ. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời.
Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời, để những giấc mơ tự do bay mãi xa, tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn. Mà mọi người thích à? Hay quá. Bạn trai, thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng hay nào. Dạ, tỉ muội à, tỉ muội có bằng lòng Bình Phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1.000 thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách. Chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm đó, hả? Đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ, có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi nha. Dạ, dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em, với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng, anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương, thì mình cho nhau một cơ hội với em nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm đâu? Bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu khó lắm á. Dạ. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Tay nhau nào. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Vâng, chào cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Bây giờ xin bác, cô gái bác chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Đấy. Đẹp đôi lắm á. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì có 2 mối tình. Nhưng mà không mối tình nào vượt quá được 1 năm cả. Tại do là em, số em toàn là quen những người rất là xa. Thế cứ 3-4 năm, thậm chí nửa năm mới gặp nhau được. 3-4 tháng, nửa năm gặp nhau có 1-2 lần. Thì cứ yêu nhau qua tin nhắn điện thoại không thì cảm thấy hơi không ổn rồi. Chán quá ha. Phải đi chơi. Những cái nguyện vọng của em là bây giờ, thí dụ như yêu nhau là bao lâu gặp 1 lần? Em thì tại vì thứ nhất là người nào mà chịu nhắn tin gọi điện cho em mình nhắn lại là tốt lắm rồi. Thế ra là em rất ít thời gian để nhắn tin gọi điện lại và thường hay bị chê trách tại sao không có nhắn tin gọi điện lại, không chịu liên lạc. Mà thực sự là do là vốn công việc mà như chị biết, như tổ chức sự kiện hay là múa hát thì chị biết rồi đấy, đâu có thể nào cầm điện thoại cho người suốt đâu. Thế em là... không có thời gian nhắn lại cho người ta, nhưng mà em vẫn mong muốn lúc em mở ra thì vẫn thấy người ta nhắn vô cho em, đúng không? Dạ ý vâng, em là vậy đúng không? Dạ vâng. Có nghĩa là em cảm thấy trong chuyện tình cảm thì cần phải có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nhưng mà có nghĩa là em không nhất thiết là phải cứ gặp nhau hàng ngày. Vì vốn tính chất đã không gặp nhau được thì mình cũng có thể tình cảm theo cách khác. Dạ. Cái ưu điểm thì em tự nhận thấy mình là một người khá là nghiêm túc, trung thực,
sống có trách nhiệm và em là người yêu thích công việc. Rồi hai cái mối tình kia chia tay là lý do mình không có thời gian nên là từ từ là chia tay luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi bạn trai bên kia nghe thì mình rút kinh nghiệm nha em. Dạ. À, người ta cổ có bận thì cổ bận, em cứ nhắn tin đều đúng nhắn rồi. Nhắn càng ngập điện thoại đập không ngập không cần thiết. Còn nhược điểm của em thì nhiều người nhận xét em là một người hơi khó tính, có một chút nóng tính và hơi ngang bướng chút xíu. Cũng có thể là do tính chất em công việc như thế nên mình đôi lúc phải rất dứt khoát. Phải nên là mình có nghĩa là em sẽ cố gắng sẽ khắc phục những cái tính chất đó. Nếu mà em gặp được một người mà có thể một là trị được em, tức là giúp em nhu lại được, hai là chịu được em, tức là cảm thấy là chấp nhận được tính cách đó của em thì phải trị được em và phải chịu được em nha anh Cương. Dạ. Anh Cương thì có mấy mối tình rồi anh? Thì hồi trẻ cách đây 10 năm thì cũng có một mối tình. Hồi trẻ đó hả? Ý là giờ già lắm rồi đó. Trời ơi bi quan quá. Dạ. Lạc quan còn trẻ mà giờ vẫn trẻ. Dạ. Mối tình hồi xưa bỏ qua đi, mối tình mới đây nè. Là dạ, lâu chưa? Không, cũng là mối tình hồi xưa thôi. Dạ. Mối tình mới đây cũng là mối tình hồi xưa luôn. Dạ. Nghĩa là từ xưa giờ chỉ có mối tình ngày xưa thôi. Dạ đúng rồi. Là một mối tình một thôi. Dạ. Mối tình ngày xưa đó lâu không? 2 năm ạ. 2 năm? Dạ. Ngày xưa đó qua bao lâu rồi? Dạ 10 năm thôi. 10 năm rồi. Dạ. Ủa vậy 10 năm nay sao ở không vậy anh? Thực sự ra có một ý điểm của em nữa là em lười đi chơi, lười ra ngoài, thường đi làm ở nhà nên ít nên dẫn đến là lười quen bạn gái luôn. Lười quen bạn gái? Trời ơi giờ đó chứ không có nghe câu này đó. Ủa rồi mà có thích con gái không? Dạ bình thường chị. Dạ. Bình thường không có thích luôn. Không, vậy nghĩa là con trai bình thường. À trai bình thường hả? Dạ. Cái này em làm cái công việc công ty em làm gì? Em làm về mảng đầu tư ạ. Mảng đầu tư nhà khách sạn. Dạ. Em có công ty không? Dạ không, em làm cho công ty thôi. Trong công ty em làm chức vụ gì? À, làm phó phòng đầu tư. Phó phòng đầu tư? Dạ. Phó giám đốc, đầu tư. Phó giám đốc đầu tư. Dạ. Chà, dữ nha. Bây giờ mình đầu tư về tình yêu được không? Dạ cũng nên đến lúc suy nghĩ cho nghiêm túc. Anh lúc. Dạ. Bây giờ mạnh mẽ lên nha, mặt đừng có đỏ nha. Em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, mẫu người em là những tình dịu dàng. Dịu dàng. À, biết quan tâm, biết chia sẻ. Quan tâm, chia sẻ. Biết chăm lo gia đình. Dạ. Đơn giản vậy thôi hả? Chiều cao thấp. Về ngoại hình thì thích bạn gái ngoại hình thì dễ nhìn. Chân không dài lắm chứ còn cao 1m55 đến cỡ 1m62 thôi. Dạ. Chân không dài lắm. Còn gì nữa không em? Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Dạ không chị, chị hồi từ hồi đó giờ bạn Nguyên hồi bạn là hình như bạn đầu tiên lên là tìm người yêu chân không dài lắm á. Sao bên đó chân có dài lắm không? Dạ chân chắc là đủ tiêu chuẩn không dài lắm rồi ạ. Em thì em đặt ra mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ trước hết em xin đáp lại cái mong muốn của anh bên kia về mẫu bạn nữ là muốn một người dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc. Thì em cũng không cảm thấy tự tin lắm. Tại không vì, tự tin lắm. Dạ, tại nhất là em là một người cũng có tính chất dịu dàng, nhưng mà nếu dịu dàng đầm thắm theo kiểu phụ nữ gia đình thì chắc không phải. Thì em cũng là một người sống khá là năng động và hoạt bát. Thứ hai nữa là quan tâm chăm sóc thì em nghĩ cũng có, nhưng mà không phải là một người quá tinh tế dịu dàng như một người phụ nữ truyền thống. Nên là em không biết là em bên kia mong muốn một người phụ nữ theo kiểu truyền thống không ạ? Nếu như mà phụ nữ truyền thống thì không biết em có đáp ứng được hay không. À anh thì muốn cân bằng giữa hiện đại và truyền thống em, chứ không hẳn là truyền thống. À dạ vâng. Yeah. Về mẫu bạn nam mà em mong muốn về người yêu lý tưởng đó, thì em cũng không có cái mẫu hình nào cả, nhưng mà em chỉ mong muốn một người đàn ông có tính chất điềm tĩnh, chín chắn, có sự nghiệp ổn định và có sống có trách nhiệm. Đã, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn về ngoại hình thì em muốn một người cao hơn em, nếu mà cao được 1m7 trở lên thì càng tốt. Khỏe mạnh, thích tập thể thao. Ồ. Bên kia có chơi thể thao gì không anh Cương? Dạ có, sáng chạy bộ công viên. Dạ. Chà, chơi thể thao hoành tráng quá ha. Rồi anh thấy cũng cái hai người đưa ra cái hình mẫu thấy cũng được. Bên đây là hình như là hoàn thiện hết. Bên đây là mẫu người gia đình luôn rồi. Để anh xem coi. Ồ, dễ thương quá. Dạ anh ạ. Em. Dạ. Nhưng mà nãy giờ em nói nhanh quá. Em khắc phục được cái chuyện nói nhanh không? Dạ đúng rồi, em sẽ cố gắng khắc phục. Người quản trị mà sao không có nói tiếng quản trị hả? Dạ đúng rồi, em nói tiếng này để cho mọi người dễ nghe. Như em nói tiếng quản trị chắc mọi người sẽ tưởng em nói tiếng nước ngoài quá. Nhưng mà nãy em nói em không phải là mẫu người chăm sóc gia đình lắm. Dạ. Em là một người, chung em sẽ cố gắng cân bằng giữa gia đình và sống công việc. Nhưng mà em cũng là người yêu thích công việc. Nên là nếu như yêu cầu em phải sống một cách vì gia đình hoàn toàn thì em không làm được. Em thích gì ở người đàn ông? Em thích một người sống có trách nhiệm và thông cảm được với công việc của em hiện tại. Anh ở đây có trách nhiệm á, anh thấy là ổn đó. Căn bản là thông cảm được với nghề nghiệp của thông em. Thông cảm nghề nghiệp, anh ít nói. Ông thông cảm luôn.
Anh nghĩ ít nói lắm, làm gì cũng được hết trơn á. Kỳ vậy. Ừ, ít nói người ta cũng không được. Tại nó vậy dễ hơn rồi. Cái điều nữa là em không thích diện người đàn ông. Em không thích một người gia trưởng. Anh này, anh không có gia trưởng đâu, anh hiền quá, hình như là em gia trưởng hơn ảnh đó. Em không thích một người sống chung là quá kỹ tính. Kỹ tính hả? Kỹ tính như là hơi tính toán tiền bạc, hơi chi li sạch sẽ quá, cái gì quá là thấy em không sống được. Tại vì em tin em hơi thoải mái, em không có thích một người quá kỹ thì em sẽ bị xăm soi, em cảm thấy là không tự tin. Cái kỹ tính đó ha, đàn ông mà kỹ tính quá cũng giống đàn bà. Vậy cái này được, để anh hỏi anh coi sao nha. Rồi, được lắm á. Dạ. Được, nhưng mà anh hỏi em nè, nãy cổ nói là cổ không thích người kỹ tính, xăm soi, rồi đại khái keo kiệt á. Dạ. Có không? Không, em làm lĩnh vực khách sạn nhà hàng là cũng rất là thoải mái, đi dịch vụ, đi tất cả ăn uống rất là thoải mái nên. Ăn uống thoải mái. Tức là cái những công việc của em á, hàng ngày là tiếp xúc với lại là khách sạn nhà hàng cho nên cũng thoải mái, không có. Em có gia trưởng không? Dạ, không, em chỉ là con trưởng chứ không gia trưởng. Em có muốn chị hỏi thêm cái gì về gia cảnh của ảnh này không? Chị sẽ qua chị hỏi, chị nghiên cứu cho em. Ngoài cái cao 1m7 em còn muốn cái gì nữa không? Về ngoại hình, về gia cảnh. Dạ, nếu như người đó sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt, tại vì em làm việc tại Sài Gòn và không muốn phải di chuyển sang một nơi khác. Nếu làm dâu thì được không? Nếu làm dâu thì em không có vấn đề gì cả, nhưng căn bản là em chỉ mong muốn là gia đình nhà chồng có thể, gia đình bên người đàn ông có thể thông cảm đối với công việc của em, chấp nhận là em hay đi công tác hay đi về trễ. Có đưa mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng mà một người đàn ông hả? Nếu em đưa cao quá thì làm nào? Thì mình cứ đưa đi, còn cái chuyện được hay không là còn tùy nữa. Dạ, em thì hay thần tượng một người đàn ông mà vừa vì sự nghiệp, vừa vì vợ, vừa vì gia đình ấy, thì là có David Beckham. Cũng hơi cao quá em. David Beckham hả? Chị. Wow, 37 tuổi mà cũng ngon. Trời. Ngon lành ha. Nãy em nói hay mà là... qua nhìn thôi không bao giờ biết 37, em tưởng là 47. Ê, quên, 27. Chị. À, anh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao? Dạ, em sống ở đây. Sống ở đây luôn, mình có phải làm dâu không? Ba mẹ em thì sống chung luôn với mình hay thì sao? Thì có thể sống chung, sau đó nếu mà có thể không thích thì ở ngoài cũng được. Rất là thoải mái. Vậy là sao cũng được, đúng không? Ta làm nhà hàng khách sạn, thích thì ở khách sạn, không thích thì ở nhà hàng. Không thiếu chỗ ngủ. Dạ. Bạn nữ thì bạn nữ thì đang ái ngại là vấn đề về sức khỏe, tại vì bạn ấy muốn lấy một người chồng phải có sức khỏe, phải có tập thể thao. Dạ. Thì chạy bộ hàng ngày đó. Khỏe không? Khỏe. Thích đất nổi không? Rồi. Nổi thôi, quan trọng bao nhiêu cái còn nổi. Thì bây giờ thử được nhiêu cái thì thử đi. 4 cái thôi. Tại vì bên này cô này ngon lắm à. Phải thế đất khỏe rồi mình mới làm mai được. Em làm mẫu vài cái. Rồi nhưng mà làm mẫu chuẩn đi. Vài cái. Chỉ cần nhìn thấy cái thế là biết được hay không rồi. 4-5 cái là ngon rồi đó em. Trời ơi ghê vậy, bẻ tay cứ rụp vậy đó hả? Phó giám đốc mà. Phó giám đốc. Dạ. Được à. Xấu à. Được. Làm mẫu. Làm mẫu thôi, làm trời mẫu. Trời ơi làm thấy nhiều ghê chưa? 3 cái nhiều ghê chưa? Đừng có giỡn à. 3 cái nhưng mà thật sự lên đây là rất là nhiều, anh thích đất rồi. Dạ. Cái 3 cái này như 3 cái này chất chuẩn lượng, có nghĩa là trước sau thẳng xuống sát lên cao. Còn có nhiều người làm 10 cái nhưng mà đều cái này xuống là cái mông chổng lên. Là như vậy là chưa có đạt tiêu chuẩn. Đồng ý, anh này được. Anh này là mông không chổng hả? Không, đẹp được. Đều hả? Đẹp trai sáng sủa, công việc ổn định, dạ, đúng không? Gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nhưng mà chị hỏi một câu nữa thôi. Bạn có ngại nếu như người vợ mình là một cái người học cao hơn mình không? Hoặc là lập gia đình rồi vẫn cứ đi học, sanh con đẻ cái rồi vẫn muốn học thêm. Cái đó thì nhiều khi bây giờ trả lời cũng khó trả lời. Thành lúc đó khi mà tình cảm đủ lớn á, có thể mình vượt được hay không thì lúc đó sẽ rõ. Nhưng bây giờ lúc chọn, bây giờ cổ là cổ vẫn đang học và cổ chuẩn bị năm nay sẽ tốt nghiệp cao học. Thì cái điều đó có làm cho bạn cảm thấy không, điều đó là hãnh diện hay là cảm thấy ái ngại? Có nhiều người người ta lại ái ngại, nhưng có nhiều người là đi khoe trời vợ tôi học cao là tôi sướng lắm, thí dụ vậy. Thì bạn là thuộc tiếp nào, cái quan điểm của bạn như thế nào? Thì ở đó em cũng quan trọng, nếu mà bạn đó cân bằng được, nếu mà việc học, việc làm và gia đình nó cân bằng được mọi thứ thì cũng sẽ ủng hộ. Ủng hộ ha. Dạ. Rồi, nhiều đó thôi. Ủng hộ, được, đẹp trai lắm em. Có nhà cửa ổn định. Anh nói với em nghe, bên đó cao học, bên đây học hơi cao luôn em. Em, khoe liền em. Em mới học ở đâu về, khoe luôn. Mới học ở Úc về đó. Bằng gì em? Master Úc về đó cưng. Đừng có giỡn, bên đó cao học, bên đây là học cao. Có nhiều người chồng á là học cao nhưng mà không muốn vợ mình học cao, hiểu không? Ở đây ý em đang nói vậy chứ đâu có chê nhà trai đâu, tôi khen nhà trai nãy giờ. Nhà trai hơi bị ngon á. Ngon. Rồi bây giờ thôi để hai bên khán giả rồi người nhà mình nhận xét. Hôm nay em có đi với người nhà không? Chưa, em chưa giới thiệu xong, cho em giới thiệu tiếp được không? Giới thiệu gì nữa? Rồi giới thiệu đi. Tại vì em chưa hỏi đến sở thích.
sở thích của ảnh hả? Dạ, sở thích của em nữa, sở thích của anh nữa, không biết là có hợp nhau hay không thì cho em hỏi tiếp. Chúc em hỏi em, chúc em hỏi. Kéo màn lên rồi em với ảnh nói chuyện trực tiếp với nhau rồi bây mình giờ hỏi. Nữa em. Dạ, bây giờ em đi với người nhà của em là có ai? Dạ, hiện em có đi với anh trai ruột của em ạ. Anh ruột? Dạ, hiện rồi. Em cũng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi cho chị gặp em ruột, anh ruột của em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các anh chị ở trong trường quay. Rồi, chào bạn. Bạn nhận xét vài lời nhận xét. Theo cái cảm nhận của một người đàn ông từng trải như anh thì anh thấy anh này cũng khá là tốt. Nếu mà anh 10 điểm thì anh này ít nhất cũng phải 8 điểm. Oh, 10 điểm mà anh trai mà chấm 8 điểm là xuất sắc rồi. Cảm ơn anh. Có gì nữa không anh? Nhưng mà cái chuyện tình cảm thì theo cái cảm nhận của từng người thôi, cho nên là anh nghĩ là Linh cứ chờ đến lúc vẽ mang lên rồi mình kết hợp với những cái thông tin trước đó nữa thì mình sẽ tự đưa ra quyết định. Có muốn nói gì với anh trai tương lai không? Thì mình chỉ nói là nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì mình sẽ cố gắng trân trọng cái tình cảm này để kết thúc tốt đẹp. Làm gì kết thúc tốt đẹp là sao? Tức là đến cuối cùng à? Phát triển tốt đẹp mới dùng từ kết thúc tốt đẹp. Nghe nó sao sao? Kết thúc có hậu. Kết thúc có hậu rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Em trai, đi với ai? Em đi với ba mẹ em. À, xin chào hai bác. Dạ, chào hai bác. Xin chào MC Quyền Linh. Xin dạ. Chào MC Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Cương. Thì nói chung là nhìn thấy bạn gái bên này thì thấy cũng xinh xắn, nó óc dáng cũng mảnh mai, mà công ăn việc làm rồi cũng có chí học hành này kia. Nói chung là nếu mà tôi được quyền có cái nút bấm nữa, thì chắc là tôi bấm nữa. Nhưng bởi vì mình không được quyền thì thôi để cho hai cháu tùy duyên. Yeah. Nhưng mà còn cái chuyện mà Cương thì nói thực ra đó là đúng. Nó có một cái là nó nói thẳng ra là nó nhát gái. Thế thành ra chắc là cái này chắc phải nhờ anh Quyền Linh là nó là dạy cho vài chiêu. Đúng rồi, để Linh lo. Cái đó là nhờ anh Quyền Linh sau này. Để con lo bác. Dạ, bác yên tâm. Chào hỏi bác hai bác. Chào bác trai và chào bác gái ạ. Dạ. Con cảm ơn những cái lời nhận xét rất là tốt của các bác dành cho con. Thì hiện tại thì con cũng nhờ sự kết hợp của chương trình thì mới được gặp các bác và gặp anh ở đây. Thì cũng hy vọng nếu như mà có duyên thì mình sẽ tới. Còn nếu như mà không có duyên thì mình cũng có cơ hội khác và được làm bạn ạ. Con xin cảm ơn ạ. Rồi, chào. Dạ, bác trai có ý kiến gì không ạ? Bác trai cho dạy ý kiến đi bác. Tôi cũng giống như bà xã thôi, là nhận thấy là tất cả đều tốt, nhưng mà căn và quyết định thì do hai đứa. Dạ. Mà ai là người đăng ký bạn tham gia, bạn muốn hẹn hò cho anh Cương vậy bác? Đây là công ty. Dạ, chắc thấy anh nhát gái quá đăng ký cho anh thôi bác ha. Ngày xưa bác có bắt cua bắt gái là bác có nhát không? Cũng nhát nhưng mà thấy là phải quyết tâm. À, đó. Ban đầu thì nhát nhưng mà sao thấy sợ mất phải quyết tâm bám. Đó. Dạ. Thấy chưa Cương? Cảm ơn hai bác. Phải học ba mình. Nhát thì nhát nhưng quyết tâm nha. Dạ. Kéo màn lên quyết tâm liền nha. Rồi, chuẩn bị. Kéo màn lên. Tao phải nói quyết tâm đi. Nói lớn lên coi quyết tâm. Nói đi. Quyết tâm. Ôi trời ơi. Nó mạnh mẽ lên chứ. Quyết tâm đi. Quyết tâm. Ừ, nói vậy đi. Kéo màn. Ba mẹ là nhấn nút rồi đó. Nào. Nãy giờ em nghe tiếng mà chưa thấy hình, giờ thấy hình rồi em có cảm nhận gì không? Dạ, em giờ anh hỏi em cảm nhận hơi khó, bây giờ mình hỏi chuyện nhau biết được chưa ạ? Rồi. Đó, sở thích gì đó hỏi đi. Dạ, anh có thích đi du lịch không? Anh cũng có thích, nhưng mà cũng ít đi. Ít đi à? Nhưng mà một người như em hay đi du lịch rồi hay đi đây đi đó thì anh ở nhà, nếu như anh ít đi thì anh có cảm thấy khó nếu chịu không? Nếu ai đó sẽ kéo anh đi thì anh sẽ đi. Dạ, nếu mà kéo đi anh chịu đi đúng không? À, đúng. Anh có yêu thích nghệ thuật không ạ? Nghệ thuật thì cũng bình thường thôi, cái đó thì anh cũng
Nhưng ví dụ thôi, em ví dụ cụ thể đi, nghệ thuật chẳng hạn như là lĩnh vực nào? Em là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tổ chức sự kiện, nhưng trước đây em hoạt động trong lĩnh vực múa. Bây giờ em làm việc cũng điện tại công ty, nhưng mà em vẫn làm nghề tay trái là múa, đi dạy múa, biên đạo múa, biểu diễn nữa. Em nói anh không có hiểu đâu. Em phải biểu diễn cho anh coi một chút xíu là cái việc em làm. Đó, rồi anh coi coi anh thấy anh chịu được hay không, anh múa thích đi hay em. Không? Múa đi em. Múa đi. Anh phải thấy đúng không em? Đúng không Cương? Rồi. Nếu mà em làm đẹp quá thì anh sẽ chấp nhận. Dạ vâng, thuyết phục ảnh. Em thì bây giờ lỡ mặc đồ này rồi không có thì có điểm múa nào mà thì nó... em xin làm một số động tác tay thôi có được không? Thì em làm sao mà anh chịu, rồi ba má anh chịu, anh đứng lên em làm đi. Vâng, em xin đây. Mình chuyên nghiệp mà em, mình đâu có ái ngại. Làm mẫu vài cái thôi không sao. Em bỏ đây ra được không? Được. Trời, không có nhà không có gì hết, em đứng nhịp nhá. Sao cũng được á. Bây giờ em vô lớp cơ bản đi. Dễ. Em đứng quay mặt cho anh coi nè. Chủ yếu anh đang ngắm này mà. Quay mặt qua đây. Em phải mặt cái đây thì khán giả sao nhìn em được. Không sao, cứ anh chủ yếu anh này nhìn thôi. Em sẽ lên xíu đi. Em sẽ lên xíu để anh coi được rồi, đúng rồi. Hồi rồi em lên sân khấu để múa cho đông khán giả, bây giờ chưa bao giờ múa cho một ai xem riêng lẻ cả, hơi ngại rồi đấy. Ngại hả? Dạ vâng rồi. Với động bộ này thì chắc em chỉ làm được một số bước tay thôi. Cũng như làm múa ba lê thì chỉ có như vậy. À, như vậy. Còn nếu múa dân gian thì múa Khmer nhá. Múa Khmer chắc dễ làm hơn. Bật tay. Đó, thấy cái tay chưa? Dễ lắm. Đứng lên tập vài cái thôi. Em chỉ anh vài tay cái Khmer thôi. Chỉ anh vài tay cái coi thử anh hợp không? Tay như này anh. Để tay trước, ngón cái ở khép ở giữa lòng bàn tay, đưa cao đằng trước, ngón tay úp lại, cong bàn tay lên. Tay rung quá vậy Cương? Ngón cái chỉa ra em ơi, hai ngón cái chỉa ra. Chỉa ra đằng trước ạ. Chỉa ra đằng trước. Rồi, hơi nhún xuống chút xíu. Rồi, hai tay kẹp vào đây. Nó làm mẻ hơn chút không? Muốn không nghe nó vậy nhưng mà em cứ thử ẻo ẻo một lần đi sao đâu ạ. Rồi, đi thử ạ. Trời ơi. Ôi chị Dương giống mai giá quá vậy. Trời ơi. Thấy ổn không Cương? Ổn không? Dạ. Được mà, từ từ cũng quen à. Trời, rồi. Tối về hai chồng ngồi múa vậy không? Chắc vui lắm ha. Thì, tối mà hai chồng đi ngang đó, anh lấy lên lấy xuống ha. Đẩy vô đẩy ra, cong vô cong ra rồi đó. Hấp dẫn lắm. Rồi, dạ, đầu thì, ta em đổi cũng đi. Mong là một người có thể thông cảm được với công việc của em và những cái niềm đam mê của em. Thì là không biết là em có thể cảm thấy chấp nhận được hay không? Dạ, trước đây em cũng quen nhiều người nhưng cũng khó. Những người tìm hiểu em á, thì người ta khi biết công việc của em thì cũng cảm thấy khó thông cảm lắm. Nên là nếu mà anh thông cảm được thì em cảm thấy rất cảm ơn. Thì anh có muốn hỏi gì em không ạ? Khi rảnh rỗi em thường làm gì? Dạ. Khi rảnh rỗi em thường làm gì? Rảnh rỗi em múa. đi biểu diễn hay là đi dạy đó hả? Dạ, tại vì trước đây hoạt động cả ngày của em là liên quan đến lĩnh vực múa và em làm rất nhiều đầu việc. Vừa đi dạy, vừa đi múa, vừa đi biểu diễn. Rồi giờ em làm công việc ổn định rồi thì sau giờ hành chính thì buổi tối em vẫn đi dạy múa. Thế ra là hầu như thời gian rảnh của em là vượt cho niềm đam mê của em rồi. Cương hát bài tặng bạn gái đi Cương. Được không? Hát bài nào đó mình yêu thích đó. Sao nhìn anh ngơ ngác quá vậy? Mẹ không có. Hả? Không có bài nào chứ luôn hả? Dạ. Hát thử một bài nào đó cũng được. Mình tỏ vẻ mình phải đam mê nghệ thuật đi chứ. Hả? Để nó làm đại đi em. Em không hát được. Kể nó vô luôn. Thôi anh ơi, em thấy anh múa nãy giờ là đã cố gắng lắm rồi, để bắt anh hát nữa. Bình thấy bình chưa? Dạ. Bình rồi đó. Cảm ơn em. Bây giờ nếu mà bận hẹn hò đi, bây giờ khổ bận quá rồi, Linh bận quá thì hai bạn trao đổi hẹn hò làm sao, giờ nào? Như em nói là công việc em khá là bận, thì ngoài khi rảnh rỗi thì cũng là liên quan đến hoạt nghệ thuật của em. Thì giờ em thường nếu mà hẹn hò thì em sẽ sắp xếp như thế nào? Dạ, khi mà nếu như mà hẹn hò thì khi mà mình không bao giờ nói bận với hẹn hò cả. Thì nếu mà cảm thấy đủ thuyết phục và cảm thấy mình chấp nhận được và sắp xếp được thì đương nhiên cái chuyện hẹn hò là chuyện sẽ có như thế nào. Nhưng mà sẽ không phải là ngày nào cũng gặp nhau thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mình có thể một tuần gặp nhau vài lần. À, nhắn tin điện thoại thì ngày nào cũng nhắn tin như thế là đủ rồi. Thì em không biết là anh cần một mỗi người thường xuyên quan tâm chăm sóc như thế nào thì cái đó em không rõ, nhưng mà em chỉ có thể đáp ứng được như thế thôi. À, em cảm ơn. Em cảm nhận cái người đối diện em như thế nào hả Cương? Thì bạn nữ là một người dễ thương, năng động, nhưng mà theo hướng sự hướng ngoại. Thì chắc cũng sẽ có nhiều em nghĩ là em cũng sẽ có nhiều
bạn trai theo đuổi, cho nên em có vẻ khó tính, cho nên hoặc là công việc em quá bận rộn nên em chưa dành thời gian cho chuyện tình cảm của mình, đúng không? Dạ. Cũng không hẳn như thế. Nếu mà nói em là người sống hướng ngoại thì cũng một phần thôi. Em cũng là người sống hướng nội, nhưng vì tính chất công việc nên em phải hoạt bát vui vẻ. Còn bản thân em cũng là người sống hướng nội. Còn như nói chuyện bạn trai theo đuổi thì cũng có, nhưng mà những người số người mà chấp nhận thông cảm được với công việc của em thì không phải là nhiều. Hỏi như nếu bây giờ anh đồng ý thì em khoảng bao lâu mình có tiến tới được? Dạ. Thì em nghĩ khi nào có thể kết hôn được? Em nghĩ là mình sẽ kết hôn khi mình chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần lẫn vật chất. Dạ đầy đủ hết rồi. Nói đi, đầy đủ rồi chừng nào? Thì anh theo anh á, thì anh chỉ cần nghĩ khi mà tình yêu mà đủ lớn á, tìm hiểu mà đủ rõ á, thì cứ sẽ tiến tới, không cần phải quan trọng thời gian ngắn hay dài. Dạ đúng rồi, thì em cũng quan niệm như thế. Con cái thích trai con gái hỏi luôn đi. Hỏi Linh đi. Linh em thích trai con gái? Em thì thích chắc chung là hai đứa ha, tối đa thôi. Em ơi, hay mình khoan đã, mình dừng ngang đây mình. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì phải từng bước rồi. Từng bước anh Linh ơi. Hả? Dạ. Phải hỏi quan điểm này kia chứ. Về tiền bạc, kinh tế ai giữ, rồi hướng phát triển tương lai thế nào? Tiền bạc, đi Cương. Tiền bạc thì em nghĩ là nếu bạn nào tốt hơn thì sẽ giữ thôi. Nếu mà ai là người quản lý tiền tốt hơn thì nó sẽ giữ. Chuyện kinh tế trong gia đình á, thì thứ nhất là em cũng quan điểm á, là mọi người, hai người vợ chồng đều là người chung cái vấn đề đó, chứ không phải là ai sẽ là người phải lo hết tất cả cho người còn lại. Nhưng mà cơ bản là ví dụ như người phụ nữ thì sẽ khó khăn hơn là trong giai đoạn mà phải sinh con hay gì đó. Thì đương nhiên người chồng phải đủ vững về kinh tế và vững về tinh thần để có thể lo được cho vợ. Chứ nếu như mà em thì bản thân em bây giờ công việc thì vất vả thật mà phải đi nhiều, nhưng mà lương ổn định, xong mà đến khi mà gia đình thì có thể nó sẽ bị trùng lại, sau cái sự nghiệp chắc chắn là em sẽ bị trùng lại. Nếu em lập gia đình và có con thì người chồng nếu mà thông cảm và chia sẻ được thì em cũng sẽ cố gắng để trung hòa. Anh có một câu hỏi là giờ quan điểm như thế nào về một tình yêu và một hôn nhân mà hạnh phúc? Em nghĩ một cuộc yêu hôn nhân hạnh phúc là thứ nhất là mình phải có tình cảm trước. Thứ hai là mình cảm thấy là thấu hiểu và chia sẻ với nhau được. Cái chuyện em nói là hiểu thì khó, nhưng mà chia sẻ với nhau thì mình từ từ sẽ hiểu. Và thứ ba là mình sống có trách nhiệm. Nếu khi mình có trách nhiệm thì những cái khác, ví dụ như là chưa hiểu nhau, có thể mâu thuẫn gì đó, thì trách nhiệm đó sẽ kéo mình lại và mình ngồi lại với nhau, mình nói chuyện và sẽ thông cảm được. Thế em là thế. Anh quan điểm tình yêu của Cương như thế nào? Anh thì dựa trên cơ sở là bình đẳng, tôn trọng và thẳng thắn. Bình đẳng thì phải có quan tâm, thì có quan tâm qua lại, tức là cả hai bên đều có cho và đúng nhận rồi, đúng rồi. Tôn trọng là tôn trọng cả ý kiến, cả sở thích của người kia và cả những người thân, những người gia đình bên kia. Và thẳng thắn là khi mình có vấn đề nào thì phải kịp thời góp ý nhau để tốt hơn, không để lâu thì sẽ không tốt. Rồi, một câu nữa, mỗi người một câu nữa, chúng ta sẽ tiến hành đến cái việc bấm nút hay không bấm nút. Em chỉ hỏi một câu thôi, là năm nay anh 37 tuổi đúng không? Thế tại sao lại trong quá trình dài như thế anh lại không quen được ai mà rồi đến bây giờ? Có những lý do ha. Một số trường hợp mà khi anh định quen á thì có thể là người đó lại có bạn trai rồi. Một số trường hợp mà quen á thì thấy anh thấy hơi khó quá, anh bỏ qua, với lại không chủ động tiếp tục theo đó. Khó quá bỏ qua là sao anh? Tức là anh hạ nhìn thấy có vẻ người ta không đáp lại hay gì đó, thấy có dấu hiệu là anh cũng dừng liền. Anh không chủ động tiếp theo. Là anh hay bị kiểu theo tình chạy á, chạy tình theo nên quyết định là đứng yên luôn. Theo tình chạy, chạy tình theo. Tức là anh chỉ muốn theo đuổi thôi, có khi được rồi thôi hả? Không, ý nó là trường hợp giống như là một số người thích mình á thì mình không thích, mà người mình thích thì lại không thích mình, ví dụ vậy đó, theo tình chạy, chạy tình theo. Tức là anh mà luôn. Theo mà không bật đèn xanh là anh lui luôn đó. Dạ. Anh không có chịu khó, nói chung là không được nhẫn nại. Đúng là không có chủ động, không kiên nhẫn. Đó là một cái khuyết điểm. Rồi, hết thời gian. Thích ai là mình phải tới tấn công cho bằng được chứ. Bây giờ là chúng ta đã nói chuyện về nhau rồi, hiểu về nhau rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại để xem con tim có rung động thật hay không. Có cảm nhận đây là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Hãy để tay mình bấm các bạn. Trước mặt ba mẹ, trước mặt người thân của mình. Đây là một chuyện hết sức là hệ trọng. Không phải mình bấm để mình uống cà phê, mà bấm để ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Bao nhiêu? Suy nghĩ kỹ nha hai em. 1 2 3 Hết thời gian. Cả hai đều không bấm. Tại sao? Công nhận
là đôi trai tài gái sắc thật á. Tôi nghĩ rằng là hai bạn sẽ bóng chứ. Anh cũng nghĩ sẽ bóng. Hơi bất ngờ. Bạn gái nói trước đi, lý do tại sao bạn không bấm? Em thứ nhất là cần nhiều thời gian để suy nghĩ, với thứ hai là anh nói là em chưa được chủ động và chưa được kiên nhẫn ấy. Thì em cũng thử xem là anh có kiên nhẫn hay không, nhưng mà anh không bấm cho nên anh cũng chưa kiên nhẫn được với em lắm. Sao bằng Nam? Dạ em thì thấy một số điểm là chưa có vẻ phù hợp lắm để cái mỗi người của em. Em sợ là không có thời gian nhiều để mà tìm hiểu để cho tiến xa hơn. Một người thì không được kiên nhẫn nhẫn nại lắm, mặc dù cũng rất là muốn yêu, rất muốn tìm một nửa thương của mình. Một người kia thì cứ gọi là chần chờ, gọi là cũng chưa có gọi là bật đèn xanh cho người ta tới. Hai người không ai có một cái sự đúng quyết rồi. Tâm hết. Không ai quyết tâm hết. Trong tình yêu đôi khi chúng ta phải quyết tâm ha các bạn ha. Đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà anh nghĩ rằng các bạn nên bổ sung cho nhau, bổ sung nhiều hơn nữa. Lúc một tí cơ hội thì mình phải nắm bắt rồi tự động mình phải nuôi dưỡng cái cơ hội đó cho nó lớn, chứ đâu có ai đưa sẵn tới cho mình đâu. Tiếc quá, một đôi trai tài gái sắc đấy. Một người đẹp trai học cao học, một người đẹp gái học cao. Ủa? Nói chung là hai người rất là dễ thương. Tiếc lắm nhưng không sao, chúng ta vẫn còn câu lạc bộ của bạn mối hẹn hò. Ở đó có hàng trăm, hàng triệu người đang hướng về các bạn và sẵn sàng. Họ đã bấm cho bạn đấy. Đừng lo nha, hy vọng rằng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình.